Hôm nay được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tổ chức giải chạy tập thể năm 2022 sẽ là bước tiến mạnh mẽ hướng về vinh quang với tinh thần thể thao chân chính, giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách mời, ban đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh tham gia tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, bản tin văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí và lực lượng trực tiếp tham gia giải chạy là sự có mặt của gần 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài. Hôm nay tôi xin được thông qua chương trình của giải thi đấu. Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chỉnh thi đấu, ban tổ chức và trọng tài điều hành thi đấu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Trung, giám đốc Sở Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, kính thưa đồng chí Trần Hồ Đăng, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng bảo vệ tổ quốc, bổ sung cho lực lượng vận động viên thành tích cao của tỉnh và tỉnh thành phố, các quý vị đại biểu khách quý và gần 3.000 vận động viên và các trưởng đoàn.
xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Đặng Thu Hà, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lên trao giải nhất nhì cho các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời. Thành phố lên trao giải, xin được trân trọng kính mời. Trung học cơ sở Tứ Minh và trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn.
tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đã đạt các đơn vị đạt giải ba. Xin trân trọng cảm ơn. Đề nghị các thầy cô chúng ta bên di chuyển ở bên trái cánh gà sân khấu để chúng ta ký nhận phần thưởng. Và ngay sau đây xin mời các đại diện các trường có tên sau đây bước lên sân khấu. Xin mời đại diện trường tiểu học Phú Lương, Nhị Châu, Đinh Văn Tả, Tô Hiệu, Chu Văn An, Thanh Bình, Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Tứ Minh và Liên Hồng. Xin mời đại diện các trường bước lên sân khấu để nhận giải. Xin mời Phú Lương, Nhị Châu, Đinh Văn Tả, Tô Hiệu, Chu Văn An, Thanh Bình, Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Tứ Minh và Liên Hồng. Giải nhì, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Sâm, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thảo ta thành phố lên trao giải. Xin được trân trọng kính mời. Chúc mừng 10 trường đã đạt giải nhì. Và xin được chúc mừng các đơn vị. Và ngay sau đây xin mời đại diện các đơn vị: trường tiểu học Bình Minh, trường tiểu học Lý Tự Trọng, trường tiểu học Tiến Tiến, trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng và trường tiểu học Hải Tân. Xin mời đại diện của 5 trường chúng ta bước lên sân khấu để nhận giải. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 5 trường đã đạt giải nhất giải chạy tập thể thành phố Hải Dương năm 2022 khối tiểu học. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Thu Hà, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lên trao giải nhất cho các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.